Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Quý anh chị thân mến, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang diễn ra rất phức tạp và trong khi bệnh thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phòng bệnh lúc này là hết sức quan trọng. Và trong cái video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn 5 bước sử dụng khẩu trang y tế đúng cách để phòng lây nhiễm virus corona một cách hiệu quả. Theo chia sẻ của Bộ Y tế, khẩu trang y tế bằng vải không dệt thông thường có 3 lớp với công dụng khác nhau. Lớp ngoài có đặc tính là chống thấm nước, giúp ngăn cản hiệu quả các cái hạt chất lỏng văng ra khi người bệnh hắt hơi, ho, thở mạnh. Mặt ngoài thường có màu xanh blue nhạt để dễ phân biệt. Đeo khẩu trang đúng là để cái lớp màu quay ra ngoài. Lớp trong luôn có màu trắng rất dễ phân biệt với lớp vải ngoài. Mặt vải quay vào trong sát với da mặt nên phải tinh khiết mịn màng, không sơ sợi, sủi lông gây khó chịu. Ngoài ra thì phải có cái tính thấm nước nhằm hút mồ hôi tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Lớp giữa có tác dụng là ngăn cản các cái hạt dịch văng bắn mà phải lọc được bụi vi khuẩn. Đây chính là lớp quyết định chất lượng khẩu trang. Một lớp lọc đúng chuẩn phải để không khí dễ đi qua, tạo cái sự thoáng khí cho người dùng, nhưng lại phải có kết cấu đủ để lọc được các cái hạt bụi vi khuẩn có cái kích thước cực nhỏ. Và theo FDA của Hoa Kỳ thì một trong các cái tiêu chí để đánh giá chất lượng khẩu trang là hiệu suất lọc khuẩn, là được chỉ được xếp loại là khẩu trang y tế khi mà cái chỉ số BFE lớn hơn 95%. Là sự khác biệt của các cái loại khẩu trang chính là cái lớp lọc này. Chọn khẩu trang tốt là chọn cái loại mà có cái chỉ số BFE cao nhất. Loại khẩu trang mà có BFE lớn hơn 99% chính là cái sự lựa chọn tốt nhất. Các virus chủ yếu cư trú trong giọt nước bọt lớn. Một nghiên cứu năm 2013 thì các giọt nước bọt lớn có kích thước từ khoảng 75 cho đến 360 micromet. Là 1 micromet là bằng 1.000 nanomet. Do đó mà có thể dễ dàng bị giữ lại bởi các cái khẩu trang y tế thông thường với khả năng lọc hiệu quả các hạt có kích thước trên 5 micromet. Và cái việc mà dùng khẩu trang y tế đúng cách sẽ ngăn chặn các cái giọt nước bọt lớn có chứa virus văng ra từ những người bệnh qua cái việc mà hắt hơi hoặc là ho, nên sẽ ngăn chặn virus hiệu quả. Và dưới đây là chúng tôi chia sẻ các bạn 5 bước cách sử dụng khẩu trang y tế đúng cách nhất. Bước thứ nhất là chúng ta chỉ sử dụng một lần rồi bỏ vào thùng rác an toàn có nắp đậy. Bước thứ hai là khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài, do mặt màu xanh có tính chống nước. Các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong, có thể rơi xuống. Mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong để hắt hơi thoát ra thấm vào khẩu trang. Và bước thứ ba là khẩu trang phải che kín cả miệng lẫn mũi. Bước thứ tư là khi mang khẩu trang tuyệt đối là không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí là chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các cái tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh. Và bước thứ năm là khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn và tuyệt đối không dùng cái tay cầm vào khẩu trang để tháo ra. Thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus và các cái tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn 5 cái bước đeo khẩu trang đúng cách để phòng tránh lây nhiễm virus corona lây qua đường hô hấp. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được thật nhiều những cái thông tin bổ ích trong việc mà phòng chống virus corona bằng cách là sử dụng khẩu trang y tế đúng cách. Và xin được thay mặt ban biên tập của chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên biết đến kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy bấm vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để luôn nhận được những cái video mới nhất và hay nhất từ chương trình. Và cuối cùng xin được...
Chúc quý anh chị và các bạn luôn có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của tôi.